Ở tập trước của câu chuyện ma Huyết Tinh Long Tộc thì chúng ta biết rằng mọi chuyện đang vô cùng gay cấn. Khang, Ngọc và Thụy Mập cũng như Long Hồn đã gần tìm ra vị trí của Long Tượng rồi. Ở cuối tập trước thì chúng ta biết rằng Khang mới vẽ một vòng tròn, bảo Thụy và Ngọc xuống đứng nguyên trong cái vòng tròn đó, giống Tây Du Ký đúng không? Để Khang và Long Hồn có thể xuống dưới sông là một cái ảo cảnh thôi, để có thể đánh một trận đại chiến dưới đó. Và chúng ta cũng đã thấy có sự xuất hiện của Trần Lân. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Tập ngày hôm nay sẽ là một màn giao tranh chính diện giữa Trần Lân, Khang và với tên phản diện chính của chúng ta, Cao Cường. Liệu là phe chính diện có thắng hay không? Và có những cái cú plot twist, những cái cú lội ngược dòng nào xảy ra trong tập này? Không rông dài thêm nữa, kính mời các bạn cùng đến với Khang Lang Thang Phiêu Lưu Ký, Huyết Tinh Long Tộc, tập 3. Thoáng một cái thì đã không còn bóng dáng của chàng trai lạ đó nữa. Bây giờ trong không gian đêm tối âm u tĩnh mịch, chỉ còn lại Ngọc và Thụy mà thôi. Không khí càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Thụy đứng ở trong vòng tròn mà không hiểu sao cứ thấy lòng mình rờn rợn. Một thứ cảm giác vừa lo sợ vừa bồn chồn rất khó tả. Hay đây là lần đầu tiên đứng cạnh quỷ như Ngọc nên anh mới sợ chăng? Những cái hàng cây mọc dài ven bờ sông bây giờ cứ đung đưa xào xạc theo nhịp gió. Tiếng lét két của cành cây va đập vào nhau, tiếng rì rào của những cơn gió đang thổi qua từng cái tán lá, làm cho Thụy muốn sởn hết cả da gà. Gai ốc thì nổi lên từng cục. Nó nhìn xung quanh bốn phương tám hướng mà cố gắng tự trấn an bản thân. Không sao hết, không sao, không có gì cả. Ở trong vòng này mình sẽ được bình yên. Em cứ thoải mái đi, có chị ở đây mà, không ai dám làm gì em đâu. Mặc dù là cùng Khang trải qua biết bao nhiêu sự kiện linh dị lớn nhỏ, cũng đã không ít lần phải đứng giữa làn danh của sự sống và cái chết, nhưng mà chưa bao giờ Thụy lại có cảm giác sợ hãi đến thế này. Tuy là những lúc đó nguy hiểm có trùng trùng thì Thụy còn có Khang và Long Hồn bên cạnh. Ba người luôn sát cánh cùng nhau. Sức mạnh của tập thể đôi khi không hẳn giúp chúng ta chiến thắng, nhưng mà cũng giúp ta vơi đi nỗi sợ. Nhưng mà bây giờ thì khác. Thụy đứng đây cùng với một con sơ bộ quỷ vương là Ngọc. Dẫu biết cô vốn là âm minh của Khang, nhưng mà không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy rợn rợn khó tả. Dưới chân thì là một cái vòng tròn nguệch ngoạc còn không rõ nét, xung quanh lại hoàn toàn không có lấy một bóng người. Cái cảm giác run sợ và lạnh lẽo cứ bao trùm lấy nó. Những cái đợt gió cứ tấp vào dồn dập, làm cho Thụy lạnh tê cả người, nhưng mà cũng chẳng dám bước chân ra ngoài. Thụy không biết ở ngoài kia liệu có thứ gì chờ mình hay không, cho nên nó cũng cực kỳ cẩn trọng. Thấy là đứng có vẻ hơi mỏi chân nên nó đành ngồi tạm xuống. Lúc này vòng tròn dưới chân đột nhiên phát sáng rồi chiếu thẳng lên trên. Ánh sáng màu vàng kim đang tỏa ra hào quang khắp xung quanh, Thụy mới thở phào nhẹ nhõm. Cái vòng tròn này có tác dụng thiệt đó. Cứ sợ thằng Khang nó vẽ hàng giỏm thì có ma nào tới là mình tiêu luôn à? Nói thế thì cũng là bởi vì nó chỉ được Khang chỉ cho vài cái ba phép mọc mèo cào, còn chưa được thực chiến. Cái khả năng của quỷ thần không biết lúc nguy hiểm. Cái khả năng của quỷ thần không biết lúc nguy hiểm có kích hoạt được hay không, nên nó sợ thì cũng phải mà thôi. Mặc dù là có Ngọc ở bên cạnh bảo vệ cho mình, nhưng nó cũng không cảm thấy an tâm. Bởi từ trước đến nay, đa số Ngọc đều ở nhà tu luyện là chính, chứ chẳng mấy khi cùng Khang xông pha lên chiến trận. Không biết là cái lúc chiến đấu thì sức mạnh có thể bộc lộ được đến cỡ nào. Nghĩ đến đây thì Thụy mới đột nhiên khựng lại, hình như là nhận ra cái điều gì đó, khuôn miệng lắp bắp mà kêu. Khoan, nếu không có gì thì nó đột nhiên có phản ứng làm chi? Không lẽ là... Ngọc cũng phát hiện ra những gì mà Thụy nhìn thấy, cô cười cười rồi mới bảo. Em nói đúng rồi đó, quay ra sau lưng thử đi Mập. Ui, cha mẹ ơi. Thụy vừa mới quay ra sau thì đã bị một con quỷ hai đầu dọa cho mất hồn mất vía. Nó lập tức đứng dậy, tay cầm chặt thanh kiếm gỗ đào Khang cho. Con quỷ hai đầu trước mặt nó có một hình thù vô cùng kỳ dị. Răng thì lởm chởm, mỗi cái đầu chỉ có một mắt lớn ở ngay chính giữa và cũng không hề có tai. Nó liên tục cào cấu, dùng đầu của mình mà đập vào thành của vòng tròn bảo vệ Thụy, nhưng mà bất thành. Miệng thì không ngừng hét lên những tiếng gào thét thè thé đến đáng sợ. Thụy trong phút chốc chân tay bùn rùn, không biết phải xử trí như thế nào đây. Đây cũng là con quỷ hồn gớm ghiếc nhất
mà nó từng được chứng kiến. Mặc dù là đã từng trông thấy không ít âm tà quỷ Phật, nhưng mà chưa lần nào mà nó lại có một cái cảm giác khiếp hãi đến thế này. Còn Ngọc thì lại khác. Cô bình tĩnh đến lạ người và thậm chí chỉ nhìn con quỷ hai đầu đó cười đều. Đoạn chừng một lát sau đó, Thụy cũng dần dần định thần trở lại. Con quỷ vẫn không ngừng đập đầu vào thành bảo vệ của vòng tròn một cách rất là vô tri. Ngọc mới cười cười mà nói: "Nó có đập đến bể đầu thì cũng không thể nào vào được vòng này đâu, em đừng có lo. Để tao coi mày lì tới chừng nào." Ngọc đứng nhìn con quỷ đang đập đầu vào thành vòng tròn, trông có vẻ rất thích thú. Còn Thụy thì chân tay cứ run lầm cập, y như người đang chết rét giữa mùa đông. Cứ mỗi một cú đập thì vòng tròn lại phát ra một tia sáng, cái màu vàng càng ngày càng yếu dần đi. Thụy cũng nhận ra vấn đề, nó vùng kiếm đâm thẳng vào đầu con quỷ đó một nhát thật mạnh, rồi chém thẳng luôn cái đầu còn lại rơi xuống đất. Con quỷ hai đầu giống lên một tiếng to khủng khiếp, rồi bốc cháy rừng rực, tan biến hoàn toàn. Thụy mới đưa tay sờ vào thành vòng tròn, cảm nhận mà kêu: "Chết mẹ rồi chị Ngọc ơi, tưởng không gì nhê, ai dè nó đập sát vỡ mất tiêu kìa, cái gì kia." Bây giờ thì xung quanh của nó bắt đầu lần lần hiện ra những con quỷ hồn đang bước tới từng bước thật chậm. Âm thanh tụi nó phát ra vừa ồn ào lại hỗn tạp, khiến cho Thụy có một phen đau đầu đau óc. Đếm đi đếm lại thì phải có đến tầm 60 con đang kéo lại chỗ mình. Nó tái mặt, giọng run rẩy mà kêu: "Xong mình rồi chị Ngọc ơi, bảo kê cho em nó nghe." Đám quỷ hồn kéo đến ngày một đông, trong tay nó giờ chỉ có độc duy nhất một thanh kiếm gỗ, ngoài ra thì không có bất cứ binh khí gì hết. Kim quang trong vòng tròn ngày một phát ra phản ứng mãnh liệt, báo hiệu số lượng quỷ dữ đang hiện diện ngày thêm nhiều. Bây giờ mà Thụy bước ra khỏi vòng tròn thì coi như là tiêu đời nhà ma. Nhưng mà để cho cả đám tiến lại phá vỡ thành vách bảo vệ thì anh coi như là cũng xong. Nó gần như đã hết đường lựa chọn, chỉ còn biết trông cậy vào Ngọc mà thôi. Ai dè là không biết hôm nay Ngọc ăn trúng về cái giống gì mà khó ở. Cô nhìn đám quỷ đang chậm chạp tiến tới, cười nhếch mép khinh thường, kéo tay Thụy mà nói: "Hôm qua anh Khang có dạy phép cho em mà, sẵn đây là cơ hội tốt, em đem ra dùng, thử thực hành cho chị coi chơi." Thụy mất hồn, la bài bãi mà kêu: "Trời ơi, giờ lại tới khắc nào mà chị còn đòi kiểm tra em. Chị không giết bọn nó nhanh là bọn nó giết mình chết hết đó." "Hì, dễ gì giết được chị mày. Chị sắp lên trung bộ quỷ vương rồi đó nhóc. Nghe lời chị, dùng những gì anh Khang dạy đem ra thực hành coi. Chị sẽ làm giám khảo cho, có gì khó thì chị hỗ trợ." Đến nước này rồi thì coi như Thụy không còn trông cậy được vào ai ngoài chính bản thân mình. Ngọc đúng là đáng ghét mà. Đạo hạnh đã cao như vậy rồi, sao không tự quét sạch đám quỷ hồn này cho nhanh, còn ép Thụy phải phí sức làm cái gì? Họa mày lỡ phép nó không linh thì không lẽ tự đưa bản thân vào nguy hiểm sao? Nó nói thì nói vậy thôi, chứ bản thân cũng cố gắng giữ bình tĩnh cho tới khi nó nhớ lại những gì mà Khang đã dạy ngay tối hôm trước. Cầm chặt thanh kiếm trong tay, nó cắn chặt môi tự nhủ: "Được rồi, để hôm nay đem lý thuyết ra thực hành thử coi. Tụi mày tới hết đây đi, âm dương chỉ thuật phóng." Nó vận sức ép đạo lực ra đầu ngón tay, xong nhắm thẳng vào đám quỷ hồn mà bắn. Mới chỉ sau có 10 tia đầu tiên thì nó đã cảm thấy như hai đầu ngón tay muốn toác hết ra vậy. Nó đau và thốn vô cùng. Ấy vậy mà 10 tia đó chỉ trúng được 4 và dứt điểm có 2 con. Tức là nó đang lãng phí rất nhiều sức lực. Nếu mà cứ cái đà này thì nó sẽ bị bọn quỷ áp sát và giết chết ngay trong vòng chưa tới 3 phút. Nhận thấy là thời gian dành cho mình không còn nhiều, Thụy đưa ánh mắt quay sang Ngọc gửi lời cầu cứu. Nhưng mà đáp lại cái ánh mắt thảm thiết chỉ là cái ngước đầu và nhắm mắt làm ngơ của Ngọc. Biết là không thể nhờ vả được gì từ con quỷ cái khó ưa này rồi, nó cố gắng hết sức để vượt qua nỗi đau thể xác mà phóng tới hàng loạt luôn chỉ thuật để công kích đối phương. Cứ mỗi lần như vậy thì cơn đau lại nhói lên một lần. Nhưng mà vì mục đích sinh tồn nên Thụy cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Đến bây giờ nghĩ lại thì nó mới bái phục Khang. Khi mà trong một cuộc giao chiến, Khang có thể bắn ra cả 100 luồng chỉ lực liên tục mà không cần ngơi nghỉ. Càng bắn thì Thụy cũng dần dần quen nhịp và chịu đựng được cơn đau. Thao tác và cả độ thuần thục cũng dần được cải thiện.
Đặc biệt là trong những khoảnh khắc cận kề sinh tử như thế này, thì Thụy cảm nhận được năng lực của mình như được cường đại lên gấp nhiều lần. Nó bắn chỉ liên tục mà không còn cảm thấy có chút tê buốt hay đau đớn gì nữa. Đám quỷ hồn đang tiến lại cũng dần bị Thụy tiêu diệt từ từ. Vừa đánh bại xong lớp quỷ này, nó liền ôm hai ngón tay xoa xoa mà kêu: "He he, coi bộ mình cũng được phết nha. Cái bộ môn này hơi bị được à nghen." Ngọc thì chỉ cười trừ mà nói: "Chưa đâu em ơi, đó chỉ là mở bài thôi. Còn cái phần điệp khúc đang chuẩn bị tới nữa kìa." Nó tưởng là đã tiêu diệt được hết toàn bộ quỷ hồn rồi, cho đến khi đám quỷ thứ hai xuất hiện. Bọn này còn to và mạnh hơn bọn trước rất là nhiều. Mặt mày của nó tối sầm lại như không dám tin. Cuối cùng vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Nó liên tục bắn chỉ vào đám quỷ hồn, nhưng mà lần này phải mất 4 năm chỉ lực mới có thể diệt được một con. Thấy tình hình không có ổn rồi, nó mới quay sang Ngọc năn nỉ: "Không được rồi, âm dương chỉ thuật của em yếu quá mà. Bọn này phải có thiên can chỉ thuật của thằng Khang thì mới ăn thua. Nhưng mà chiêu đó nó chưa dạy em. Chị cứu cứu." Vừa nói nó vừa bắn tới mấy chỉ liên tục, mà xem chừng hiệu quả chẳng còn được như lúc đầu là bao. Biết là nó đang ỉ lại phần mình, nhưng mà để nó một mình đối phó với đám âm tà quỷ vật thì e rằng là cũng khó cho nó thật. Thôi thì Ngọc xông ra đối phó giúp một tay. Cô biến thành đại đao ra, cầm trong tay, bay ra khỏi vòng tròn lao vào giữa đám đông mà chém giết. Thụy nhìn thấy mà nhẹ cả người. Cuối cùng thì Ngọc cũng chịu ra tay tương trợ. Nhưng mà còn chưa ngơi nghỉ được bao lâu thì Thụy lại hoảng hồn khi mà đám quỷ sau lưng mình tiến đến ngày một gần thêm. Bên kia thì Ngọc vẫn đang hăng say chém giết. Thấy là bản thân sắp bị đám quỷ tấn công, Thụy mới la làng: "Chị Ngọc ơi, bên này còn cả mớ nè, bọn nó sắp nhai đầu em rồi." Ngọc hô to đáp lại: "Tự thân vận động đi em, chị chỉ giúp em giải vây được một cái đầu thôi, đầu còn lại em phải tự giải quyết chứ." Nó lúng túng không biết phải làm cách nào, thì đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên chứng kiến Khang dùng thiên cang chỉ thuật để đánh nhau với cái lão Hài Long. Lúc ấy cả bàn tay nó đều vận lực đạo, chứ không đơn thuần là chỉ một hay hai ngón. Chỉ lực bắn ra cũng không cố định là ở ngón nào. Dù chưa chắc là suy nghĩ của mình có đúng hay không, nhưng mà Thụy cũng quyết định liều thử xem. Nó kết ấn dồn lực của cả cánh tay ép xuống bàn tay, rồi vùng tới bắn ra một luồng chỉ thuật to tổ bố tới phía trước. Cái luồng chỉ thuật đó lập tức bắn tan tành ngay hồn phách của một con quỷ đi đầu. Nó mới nhìn xung quanh bốn phía để ước lượng quân số. Vốn biết không thể cứ đứng mà bắn tay đôi thế này mãi, chắc chắn là sẽ bị dồn ép đến chết ngay, nên nó quyết định rút kiếm, bước ra khỏi vòng tròn bảo vệ mà chơi lớn. "Đằng nào cũng chết, để tao thử âm dương kiếm pháp với tụi bay luôn một thể vậy." Thụy vừa mới bước ra khỏi vòng tròn thì kim quang của nó lập tức tích tụ rồi bay vào trong thanh kiếm của Thụy. Lúc này kiếm tự phát ra ánh sáng. Thụy cũng hiểu tình thế bây giờ, chỉ có nước đánh đến chết để giành đường sống, chứ sau lưng là hoàn toàn không có cửa lui rồi. Cầm thanh kiếm đã được điểm thêm phép thuật, Thụy như biến thành một con thú săn mồi. Nó gầm lên đầy giận dữ: "Âm dương kiếm pháp hộ thân thuật khai!" Một lớp đá chắn bảo bọc lấy toàn bộ cơ thể. Lần này nó nhắm vào đám quỷ hồn mà lao đến tấn công. Thanh kiếm trong tay cứ lượn qua rồi lướt lại, trông nhanh nhẹn và biến ảo khôn cùng. Nhờ có căn cơ võ học từ nhỏ, nên việc thi triển môn kiếm thuật này đối với nó cũng không hề khó khăn gì mấy. Nó đi một lèo hơn 108 bộ của âm dương kiếm pháp một cách nhuần nhuyễn. Mỗi kiếm xuất ra đều là đánh vào yếu điểm chết người của đối phương. Đạo qua nhân thanh kiếm ngũ khuếch đại sát thương lên cao hơn, chém trúng đường nào thì chân hỏa liền tiêu đốt ngay đường đó. Một mình nó tả xung hữu đột giữa cả rừng quân thù. Cầm trên tay thanh kiếm chém đông chém tây, chẳng khác nào một kiếm khách lãng dù là mấy. Càng đánh, nó lại càng bộc lộ ra nhiều sức mạnh của mình. Đang trong cơn hăng máu, nó dồn sức vào chém rất là ác liệt. Đường kiếm chém ra bây giờ còn xuất cả kiếm khí vô hình, công kích được những mục tiêu ở xa, trong một cái khoảng cách cố định. Đây có lẽ là một bước tiến mới của cá nhân nó. Ngọc cũng chứng kiến được toàn bộ. Cuối cùng thì mục đích của cô cũng hoàn thành. Sở dĩ là Ngọc có thể một mình giải quyết hết đám quỷ, nhưng mà cô muốn tạo cơ hội cho Thụy rèn luyện thực chiến. Trận này là thích hợp nhất rồi. Nhìn phép thuật mà Thụy thúc động, tuy không mạnh mẽ bằng Khang, nhưng mà chí ít cũng không tới nỗi nào. Chắc là do một phần quy khí trong người hộ thể, nên việc sử dụng đạo thuật cũng dễ dàng hơn khá khá.
cứ từng con một đang dần dần bị Thụy hạ sát. Lúc này thì chỉ còn lại một con quỷ hồn cuối cùng mà thôi. Thụy còn chưa kịp xuất chiêu thì không hiểu ở đâu Khang lại xuất hiện rồi tung đòn đánh con quỷ hồn một cái. Khang mới nhìn Thụy tán dương: mạnh nha bạn Hiền, nhưng con này là phần tao. Khang vung tay đấm vào cổ con quỷ thì liền bị nó chụp mất cánh tay, vật ngược lại xuống đất. Con quỷ liền khống chế nó rồi gầm lên một tiếng thật to. Khang hốt hoảng kêu lên: cứu, cứu tao mày ơi, cứu, cứu anh em ơi. Thụy quay sang nhìn Ngọc, thấy cô khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn Khang nhếch mép cười nhạt mà đáp. Thụy mới nói: đợi đó Khang, tao đến cứu liền nè, thiên cang chỉ thuật bắn. Thụy nhắm thẳng vào Khang mà tung một chỉ chết người. Đùng một tiếng phát ra, Khang đã bị Thụy hạ sát. Linh hồn nó biến thành một con quỷ bầy nhầy dơ giấy đang cháy rừng rực trong lửa. Lúc này Thụy mới nói: mày diễn tệ quá rồi đó con, bạn của tao không bao giờ sợ sệt như vậy. Với lại nó không bao giờ kêu tao là bạn Hiền, mà chỉ gọi là cái thằng mập thôi à. Đó thì không phải là Khang, mà chỉ là một con quỷ nào đó giả dạng. Nhưng đen cho nó là nhiều đó, không thể nào dễ dàng qua mắt Thụy. Kết cục là Thụy tiễn cả hai con đi về để chầu ông bà ông vải luôn. Xử lý xong hết đống quỷ hồn, Thụy và Ngọc liền chạy lại sát bờ sông để ngóng Khang trở lên. Lúc này ngay dưới lòng sông xuất hiện một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc mà nó đã gặp cách đây không lâu. Cao Cường, Ngọc mới hỏi. Hắn ta chính là Cao Cường sao? Khá đó, xem ra khả năng của mày cũng không đến nỗi nào. Cả con quỷ cái này nữa, đáng tiếc hai đứa mày không phải thuộc hạ của tao. Thụy bắn ngay một luồng chỉ thuật xuống nước mà quát: đừng có nói nhiều, thả chị Du ra mau, cả mẹ rồng của thằng Khang nữa. Cao Cường bật cười đầy gian trá mà đáp: nực cười, một đứa con nít mới học đạo vắt mũi còn chưa sạch, và cả một con sâu bộ quỷ vương như bọn mày mà dám hù dọa tao sao? Mỹ Du, tụi mày xem đi. Hình ảnh của Mỹ Du mờ ảo xuất hiện ngay trên mặt nước. Cô ấy đang bị trói chặt lại và đã bất tỉnh hoàn toàn. Xung quanh thì là bốn lá bùa được dán ở bốn nơi, đang từ từ hút lấy linh lực của cô ấy. Thụy biết chắc là hắn ta đang hút đạo lực của cô để làm vật dẫn cho trận pháp. Ngọc chứng kiến tất cả mà thất thần gào lên: thằng ác độc, thả Mỹ Du ra mau, tao sẽ giết chết mày. Con quỷ cái, mày lo chuẩn bị nhặt xác của thằng chồng mày đi. Nó và con rồng vàng sắp chết tới nơi rồi đó. Đột nhiên đến đó thì Thụy không còn nhìn thấy gì nữa. Hình như hắn ta đang phải gặp phải rắc rối sao? Không lẽ Khang cùng với Long Hồn đã đánh tới tận xào huyệt của hắn ta rồi? Ngọc không hề nhận ra và Thụy không dám tin, bởi như vậy là quá nhanh và cũng không giống với Khang của mọi khi chút nào. Hơn nữa Cao Cường cũng không phải một kẻ dễ đối phó, và Khang cũng không thể nào đi khơi khơi mà không ngoi lên báo cho Thụy một tiếng. Nhưng mà nếu đó không phải Khang thì là ai vào đây? Không lẽ còn một kẻ khác biết đến lòng tưởng? Thụy không biết mà chỉ còn cách chờ đợi kết quả trong sự bồn chồn và lo lắng khôn nguôi. Linh cảm của Khang thì là hoàn toàn không sai khi mà Long Hồn thật sự đang gặp nguy hiểm. Ngày ấy đang phải một mình chống lại cả đàn thủy quái bao vây tứ phương. Đến lúc Khang vừa ập tới đó cũng là lúc mà tình thế đang vô cùng bất lợi. Long Hồn thì cơ thể vẫn chưa được hồi phục, nay phải một mình chống chọi với cả chục con thủy quái được nuôi luyện cả trăm năm. Đám thủy binh này được các đời trưởng môn và phó trưởng môn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông truyền cho nhau mà nuôi luyện, nên ngoài khả năng tự học thì bản lĩnh được dạy của bọn nó cũng cực kỳ to lớn. Một mình Long Hồn thì vốn không phải đối thủ của chúng, nên ngày ấy đã bị dồn ép và bao vây rất là chặt. Tình cảnh lúc này tiến thì cũng không được, mà lùi lại cũng không xong. Thêm một điều nữa là ở trong vùng nước quỷ quái này thì hầu như năng lực của ngày ấy đã bị phong bế đi mất một nửa, làm cho mức chênh lệch của hai bên ngày càng kéo rộng thêm. Cả đám thủy quái hơn chục con sau khi đã thay phiên tấn công và vơn sức của Long Hồn xuống thấp, thì giờ bọn chúng cũng chịu ra đòn kết liễu. Tất cả bao vây thành một hình tròn, bắn thêm một làn nước độc chết chóc để hạ sát Long Hồn trong gang tấc. Cũng may là lúc này Khang tới kịp rồi, tung trường đánh tới kịp phá tan cái sát chiêu hùng hiểm.
Khang kề cận sát bên Long Hồn, anh mới cất tiếng động viên. Ngày còn chiến đấu nổi không? Long Hồn liếc mắt nhìn đám thủy quái xung quanh đang gầm gừ mình mà bảo: tôi còn xá gì cái thân này chứ, đánh thì đánh. Khang lập tức áp sát rồi tung vuốt bóp chặt vào người một con thủy quái, ném lại chỗ Long Hồn. Ngài ấy ngay lập tức đón lấy bằng hai nanh vuốt sắc nhọn, xé xác nó ra làm đôi. Khang gầm lên một tiếng làm cho cả lòng sông dậy sóng. Chúng ta đã vào được Long Tượng rồi, nhưng mà có điều trong này đan xen quá nhiều ảo cảnh, mỗi ảo cảnh đều có quỷ quái canh phòng, con sông này chính là ví dụ đó. Long Hồn liền uốn người vùng đuôi đập thẳng chết tươi một kẻ địch nữa rồi mới đáp: hèn gì tôi có cảm giác rất lạ, từ lúc bị lọt vào phục kích đến giờ tôi luôn lo cho cậu, không ngờ lại được cậu cứu đó chủ nhân. Cả đám thủy quái mà thấy Khang tới thì như sói đói thấy mồi, bọn chúng cùng nhất lượt lao lên, nhất quyết muốn lấy mạng anh cho bằng được. Khang nháy mắt ra hiệu Long Hồn rồi rẽ sang một hướng, bơi vút lên phía trên. Long Hồn cũng hiểu ý mà bơi đối xứng theo hướng ngược lại. Ngài ấy dùng long thuật tạo ra một xoáy nước thật lớn ở giữa lòng sông rồi mới hô: lần này thì gom hết cả mẻ tôm này vào bắt gọn nhau một mẻ. Thủy long thuật xoáy nước trào dâng khai. Cái khoảnh khắc mà Khang đang mong đợi chính là giây phút này đây. Anh quay mình với tốc độ cực nhanh, sau đó hòa làm một với dòng lốc xoáy mà Long Hồn đã tạo ra từ trước. Toàn thân của Khang bây giờ như biến thành một mũi tên nước khổng lồ. Anh nhắm thẳng vào đám thủy quái đã bị xoáy nước hút vào một chỗ rồi kêu lên: thần long thuật long ba động xuất. Toàn thân Khang sáng rực lên trong làn nước. Thủy ở bên trên đột nhiên không hiểu từ đâu xuất hiện ra một cái lốc xoáy ở giữa sông, và có một chùm sáng lạ phát ra dưới đáy. Ban đầu thì nó nghĩ là Khang đã tìm được lối vào sâu bên trong Long Tượng nên định nhảy lặn xuống luôn. Không ngờ là còn chưa kịp nhảy xuống thì đột nhiên Thụy nghe một tiếng bụp nhỏ phát ra bên tai. Tầm khoảng một giây sau đó, sóng âm đã truyền đến trở thành một vụ nổ to khiếp vía. Nước biến thành từng cột mà bắn lên trời tung tóe, tạo thành những cuộn sóng trào cao dâng đến 4-5 mét. Nó mất hồn giật ngược về đằng sau, bỏ chạy để tránh bị nước dìm chết. Từ giữa lòng sông đột nhiên bay vút lên hai con rồng, một to một nhỏ, một vàng một trắng. Thụy ôm mặt lại để che chắn sóng đánh vào người, nó ngước lên trời mà chửi to: sao mày báo dữ vậy Khang, tính gì nhìn chết tao đó à? Anh có sao không đây? Khang và Long Hồn cùng đáp xuống đất, thoát khỏi dạng chân lòng, trở lại như bình thường mà đáp: bọn tao không có cố ý, mà mày vẫn an toàn là may rồi. Anh thì khỏe, khỏe như voi luôn. Thụy hớt lời, la làng: an toàn cái khỉ mốc khô gì, hồi nãy xung quanh toàn quỷ là quỷ, tao phải liều mạng với tụi nó mới giữ được cái thân nọ, tay muốn cụt luôn rồi này. Khang nhìn vào hai bàn tay của Thụy, rồi thấy vòng tròn bảo vệ của mình không còn nữa, thì cũng biết là Thụy không có nói chơi. Ngọc cũng làm chứng như sự cố gắng của nó. Thụy cũng kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi của nó với Cao Cường cho Khang. Nó bất giác hỏi: Khang, hồi nãy mày với Long Hồn đánh vào tận chỗ Cao Cường luôn đó à? Kết quả thế nào? Khang ngạc nhiên: không có, làm gì có chuyện dễ ăn như thế. Nhưng mà Cao Cường nói anh đang bị tấn công mà, nếu không phải mày thì là ai chứ? Khang ngẫm nghĩ lại những gì Thụy nói thì liền nhớ ra ngay một người, anh mới trầm giọng: không lẽ chính là cậu ta hay sao? Rất có thể như vậy, tụi mình đã chậm hơn cậu ta một bước rồi. Thụy vẫn chưa hề biết những gì chuyện đã xảy ra lúc mà anh chợp mắt, nên Long Hồn liền giải thích: đó là chân lân vừa mới xuất hiện, khi nãy chủ nhân và cậu ấy có giao chiến với nhau một hiệp, cái lúc mà cậu đang ngủ đó. Thụy nghe vậy thì mừng lắm, nó tưởng có thêm đồng minh nên cực kỳ hớn hở. Ngon, thế là 3 trên 4 tứ linh xuất hiện rồi, kèo này có thêm kỳ lân nữa là tụi mình đấm thằng Cao Cường kia tới nái luôn. Ngọc lắc đầu, nét mặt thì có chút căng thẳng đáp lời: không dễ như em nghĩ đâu. Nếu theo như anh Khang kể thì con người đó tính cách ngang ngược, cư xử kỳ lạ cổ quái. Hơn nữa nó lại không công nhận thực lực của anh. Dẫu cùng là tứ linh tinh tú như nhau, nhưng mà chị e là hắn ta và anh Khang khó mà có thể cùng nhau hợp tác đó. Ngọc nhắc tới chuyện này lại làm cho anh có chút gì đó chạnh lòng, vì nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy.
Thấy Khang không nói thêm gì nữa nên Long Hồn thay anh kể lại toàn bộ chi tiết cho Thụy hiểu. Nó nghe xong cảm thấy vừa thương cho Khang mà lại vừa bực mà kêu lên: do mày không muốn đánh nên bị thủ hớ hai chiêu thôi mà, có gì mà phải xoắn. Nó tìm được đến chỗ cao cường thì mày cũng tìm được. Không lẽ mày lại để mẹ mày với vợ mày bị nó cuỗm đi mất à? Lời nói của Thụy như chạm vào lòng tự trọng của Khang. Nó biết mình dùng từ không cẩn thận nên bị hớ, vội vàng sửa chữa lại ngay. Ý của tao là muốn mày tới kịp lúc rồi ra tay giải cứu cho hai người họ trước đó. Ngọc cũng thắc mắc theo: nhưng mà làm cách nào để xác định được vị trí của bọn họ bây giờ? Khang lặng người một chút rồi đặt bàn tay vào tim mình. Nó hít một hơi thật sâu rồi phát ra từng lời rất khẽ: tứ linh tinh tú, nếu đã xuất thế thì đều có khả năng định vị được vị trí của nhau. Giữa các linh thú có một sự ràng buộc được gọi là chân khí. Khang nhắm mắt lại và ngồi xuống tĩnh tâm. Thụy biết là bạn mình đang tiến hành du nhập thần thức để tìm vị trí của nhân vật còn lại, nên khoảnh khắc này rất cần những người xung quanh bảo vệ. Trong đầu của Khang bắt đầu hiện lên dần dần hình ảnh của một bức tượng hình rồng bằng đá rất là to và dài. Ở phần miệng con rồng đang có một viên ngọc màu trắng phát sáng. Đó chính là vật dẫn đã được kích hoạt. Nghĩa là bức tượng rồng chính là người mẹ rồng năm xưa đã truyền long huyết lại cho anh, nay bị phong ấn mất đi nguyên dạng. Nằm sâu bên trong bức tượng rồng thì chính là Mỹ Du. Cô đang bị giam nhốt lại trong một chiếc lồng sắt. Đạo thuật trong cơ thể đang dần dần bị hút ra ngoài và truyền vào trong một viên ngọc màu đỏ. Cùng lúc đó, Khang lại nhìn thấy trong viên ngọc đó hình ảnh của Tháp Nhạn, một địa danh khác cũng rất nổi tiếng ở Phú Yên. Đến lúc này thì Khang cũng đã dần hiểu ra một chuyện. Sở dĩ mà Cao Cường chọn vị trí này là vì muốn trấn đi phần đất âm dương ở nơi đây. Long ở cao nguyên Vân Hòa đại diện cho phần dương, còn Phụng lại nằm ngay ở một ngọn đồi trong thành phố cách biển không xa, tượng trưng cho phần âm ở dưới đồng bằng. Nghĩa là linh thú chim Phụng đang bị phong ấn ở xung quanh khu vực đó. Nhìn thấy Mỹ Du đang bị chính kẻ thù hành hạ làm cho Khang cảm thấy đau đớn và căm thù hơn bao giờ hết. Chính sự phẫn uất đó đã làm cho anh mất tập trung. Long Hồn nhìn thấy Khang đang có biểu hiện lạ nên ngay lập tức trấn an: chủ nhân, xin hãy tĩnh tâm, đừng quá nóng giận mà làm lạc đi thần thức. Lời nói của Long Hồn vừa may lại kịp lúc, giúp cho Khang bình tĩnh và tránh bị lạc vào mị cảnh do chính cái sự nóng nảy và thiếu kiềm chế của bản thân. Nhưng mà cho dù là vậy thì anh bây giờ cũng khó có thể nào giữ được trạng thái cân bằng như lúc trước. Hình ảnh hiện ra ngày càng mờ dần, Khang chỉ còn thấy có một con đường nhỏ dẫn tới một cánh rừng. Nơi ấy có chân thân Kỳ Lân cùng với Cao Cường đang phân tranh tại đó. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên kéo Khang trở về với thực tại. Anh mở mắt, xả thiền đứng dậy, trên trán vẫn đang lấm tấm mồ hôi. Ngọc lau vội cho chồng mà hỏi: sao rồi, anh ạ, thấy được gì? Có tìm được đường vô hang ổ của thằng cha không? Khang mơ hồ đáp: Anh thấy nhiều thứ. Cao Cường đúng là thâm độc, hắn đảo hết trật tự của Long và Phụng nhằm rối loạn vị thế của tư linh. Phụng thì hắn để ở vùng ven biển, còn Long thì lại cho lên núi. Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ. Chủ nhân, hắn đang có ý định nghịch thiên, đào cực âm dương để kéo thình thú nước Nam không trở về Nam được, mà phải bay ngược lên hướng Bắc hết đó. Nhắc đến chuyện này, Khang càng thêm đau đầu. Cây linh khí thì đã quật rồi, kho linh thạch cũng đã được giải phóng. Cứ nghĩ như vậy là xong thì không ngờ Cao Cường còn bố trí ra một đại sát cục liên hoàn 4 điểm nữa, lại còn ghê gớm hơn cả đám ngạt nhân tộc trước đây. Một trong 4 điểm này đã bị nhóm của Khang phá giải. Đó chính là ngôi mộ cổ nằm sâu trong lòng đất ở Campuchia. Anh vẫn đang cơ hồ thắc mắc, không biết rằng liệu giữa đám ngạt nhân tộc và bọn âm dương dưỡng quỷ tông có mối quan hệ hợp tác gì với nhau hay không. Nếu mà có thì liệu trong mối quan hệ đó có toàn tính gì hay chẳng. Bởi vì từ trước đến nay, những chuyện mà Khang trải qua, nếu không phải là của ngạt nhân tộc thì sẽ là của âm dương dưỡng quỷ tông. Chỉ xuất hiện một trong hai bên, chứ tuyệt nhiên là cả hai chưa từng cùng xuất hiện bao giờ. Bằng chút ít hình ảnh mơ hồ còn sót lại sau cùng, Khang cố gắng mường tượng lại rồi đưa ra chỉ dẫn. Tao không thấy chi tiết lắm, nhưng mà hình như là cả hai đang sắp giao chiến với nhau. Khung cảnh là bên trong một khoảng rừng sâu, có một cái cây rực cực lớn. Bên trên cái cây đó là một khu vực sinh quyển bằng phẳng riêng biệt.
tán cây che kín luôn cả ánh sáng mặt trời. Long thần thì hóa đá thành tượng, cũng nằm trên đó. Còn Mỹ Du thì đang bị giam giữ ở bên trong. Ngọc, Thụy và Long Hồn cố gắng ghi nhớ lại lời chỉ dẫn của Khang. Nó lầm nhầm vài lần đọc đi đọc lại cho thuộc và rồi mới hối thúc. Đi liền đi anh, không để thêm lát nữa quên đường thì khổ đó. Ba người mới theo sự chỉ dẫn của Khang mà tiến dần dần vào bên trong rừng sâu hun hút. Còn ở nơi này, ngay dưới chân một cây đại cổ thụ, Cao Cường đang phải đối đầu với một vị khách không mời mà tới. Vừa cảm nhận được luồng linh khí phát ra từ đối phương, hắn ta đã biết được lai lịch của gã thanh niên đang đứng ngay trước mặt. Nếu ta đoán không nhầm, thì ngươi chính là Thanh Toàn, kẻ nắm giữ sức mạnh của Trần Lân, có đúng không? Thanh Toàn, một cái tên cực kỳ xa lạ mà không một ai từng nghe qua. Thì ra đó là cái tên của kẻ gắn liền thân phận mình với một trong tứ linh thú. Chàng trai ấy dần dần cởi lớp áo ngoài để lộ phần nửa trên thân mình đang mọc đầy chi chít những viếng vẩy màu xanh lam, rồi mới đáp: trên giang hồ thì người biết tên ta không có mấy ai, xem ra người cũng có chút gì đó làm cho ta hứng thú. Quá khen rồi, ta còn biết nhà người đang thèm khát sức mạnh chân long của Phan Khang kìa, có đúng thế không? Thanh Toàn hoàn toàn bất ngờ khi bí mật của mình lại bị người khác biết. Dẫu thực là không thể nào qua mắt được của Cao Cường, nhưng hắn vẫn cố chấp phủ nhận. Sức mạnh của ta còn mạnh hơn sức mạnh chân long, việc gì mà ta phải cần chiếm cái sức mạnh đó chứ? Hoang đường. Có thật không đó? Sở dĩ phần mạnh của thần long thuật trong tay Phan Khang không mạnh bằng ngươi là vì nó chưa đạt đến giới hạn cực đại, không giống như người đã chứng lại hoàn toàn cách đây từ 8 năm về trước rồi. Người Toàn bị Cao Cường vạch trần toàn bộ những gì thầm kín nhất trong lòng nên hắn rất là tức giận. Trái ngược với Toàn thì Cao Cường còn có phần danh mãnh và sắc sảo hơn. Trần Lân, có muốn cùng ta hợp tác hay không? Ta và ngươi thì có gì để hợp tác kìa chứ? Sao lại không? Ta có thể giúp ngươi lấy được sức mạnh chân long, đưa ngươi lên đứng đầu tứ linh thú. Còn ta cũng sẽ khôi phục lại được công trình vĩ đại đã bị chôn giấu cả nghìn năm. Nghe đến đây thì quả thật là trong lòng của Toàn cũng có một chút lay chuyển. Không hẳn là vì hắn đấu kỵ với Khang, mà nói đúng ra là anh thấy Khang có vẻ quá yếu và không xứng với sức mạnh cùng sứ mệnh được trao. Sau này khi mà tứ linh tú hội thụ đầy đủ thì bảo Toàn phải nghe lệnh của một kẻ đã từng là bại tướng của mình, thì chắc chắn là trong lòng anh không có cam phục. Nhận thấy thâm tâm của Toàn có chút sao động, Cao Cường liền dùng những cái lời ngon ngọt dụ dỗ để tấn công. Người không muốn thống lãnh tứ linh tinh tú làm điều mình muốn thật sao? Thanh Toàn, Nguyễn Thanh Toàn, ngươi trả lời coi. Cao Cường dùng thôi miên thuật lẫn vào trong lời nói để dần dần chiếm hữu lấy lý trí của Toàn. Dĩ nhiên là nó thừa biết điều đó. Toàn mới vùng mạnh tay đấm tới một quyền, xuất ra 8 luồng kinh lực ào ào mà phóng tới. Cao Cường lên hất bàn lên chống đỡ, làm cho chiếc bàn đá bị đánh vỡ tan tành. Toàn vỗ vỗ ngực mình hai cái mà kêu: đừng tưởng ta không biết nhà người đang muốn nối 4 điểm của tứ linh lại với nhau để hoàn thành tứ tượng phong ấn trận. Nếu mà đại bố cục mà thành thì tứ linh thú bị nghiền nát, ta sẽ không trở thành con rối của nhà ngươi điều khiển đâu. Xem chiêu. Toàn sấn tới thật nhanh rồi tung cước thật mạnh, đá từ trên xuống dưới. Cao Cường cũng hạ tấn, dùng một tay đỡ đòn và rồi hất anh ra xa. Nhãi còn láu cá, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Được, để ngày hôm nay ta cho nhà ngươi tọa nguyện vậy. Âm dương dưỡng quỷ tông tụ thành quyết khai. Hắn mới dùng quỷ thuật để triệu hồi ra hai con thượng bộ quỷ vương, rồi điều khiển cả hai tấn công Toàn một lúc. Hào nhìn thấy hai con quỷ vương mà biểu hiện thì đầy vẻ khinh thường, anh mới bảo: thượng bộ quỷ vương sao? Xem ra ngươi là phó trưởng môn đương nhiệm của âm dương dưỡng quỷ tông rồi. Cũng thú vị phết đó. Trần Lân thuật móng vuốt la muội xuất. Hai bên tay của Toàn liền xuất hiện hai bộ móng vuốt trông cực kỳ là sắc sảo. Ánh sáng xanh lam còn tản ra lân khí trông bá thế vô cùng. Toàn mới tung cặp vuốt lân của mình lên khiêu khích Cao Cường cùng với hai con quỷ hồn kia.
hắn ta liền hiệu triệu bọn chúng xuất kích và tấn công. Cả hai lao lên, một đứa cầm thánh chỉ, một đứa cầm hoàng lịch, phóng ra cả chục luồng hoàng đạo chi chít mà tấn công. Toàn mới liền dùng vuốt đánh chặn và mở đường để lao đến. Anh dậm chân một cái phóng thật mạnh lên không trung, xong bắt đầu hô to: "Đến lúc rồi, Trần Lân Thuật phân thân thủ khai, linh ấn thần ký khai." Vừa dứt lời khẩu quyết thì lá bùa được Toàn giấu trong vạt áo cũng ném ra. Lập tức thuật phân thân được thúc động. Trên không trung giờ đột nhiên có thêm 3 thằng Toàn nữa xuất hiện ở 3 hướng còn lại, nhất lượt cùng nhau công kích tất sát con thượng bộ quỷ vương bên trái. Cứ nghĩ là Toàn sơ hở, không chú ý đến con thượng bộ quỷ vương bên phải, nên Cao Cường liền điều khiển nó để đánh úp. Không ngờ là Toàn ngay lập tức đổi vị trí của mình với nhân ảnh, rồi vẫn tiếp tục nhắm vào chỗ hiểm con bên trái mà công kích liên tục. Hàng loạt những vết cào, vết chém và vết đâm được hào khắc lên người con quỷ vương. Xong chiều, Toàn liền tiếp tục đổi chỗ với nhân ảnh của mình, xong thu lại toàn bộ phân thân thuật. Cao Cường thì cũng bị một nửa sát thương mà con quỷ hồn vừa chịu phải. Hắn cảm thấy toàn thân mình đau nhói, khắp người như có ngàn vết dao đâm. Thanh Toàn liền đả kích tâm lý: "Không tệ đó chứ Cao Cường, so với Phan Khang thì đấu với ta thế nào đây?" Dù đang rất là đau, nhưng mà hắn ta cũng phải cố gồng mình lên, tỏ vẻ không hề hấn gì để đáp lại. "Tấn công như thế này thì thằng Khang nó còn mạnh hơn nhà ngươi gấp mấy lần đó." Sở dĩ hắn nói như vậy cốt là để đánh thức lòng đố kỵ và ganh ghét Khang trong lòng của Toàn. Nhưng mà thật không ngờ khi Toàn lại không có chút gì xem chừng như bất ngờ, mà còn có vẻ đang rất sảng khoái mà đáp: "Vậy sao? Nhưng bây giờ mới đến phần hay nhất của đoạn kịch này. Linh ấn thần ký nổ." Một tiếng bụp phát ra, đột nhiên con thượng bộ quỷ vương bên trái liền bị thiêu đốt thành tro bụi hoàn toàn. Nó gào lên cực kỳ ghê rợn, hai tay cố dập đi chân hỏa đang thiêu cháy linh hồn mình một cách nhanh chóng, nhưng mà bất thành. Thủ hạ vong mạng, Cao Cường cũng ngay lập tức bị phản vệ tại chỗ. Ngực quán ta đau rát, trong lòng lại không thể nào kiềm nổi nỗi bất ngờ. "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Linh ấn thần ký là một loại pháp thuật để đánh dấu và thực hiện nghi thức cảm tử đạo. Đòn tấn công vừa rồi chỉ là mở đầu thôi. Người nghĩ đó đã xong hay sao? Không hề. Điều bất ngờ là lúc dấu ấn được kích hoạt kia kìa. Trong lúc đó thì ở bên này, nhóm của Khang hình như đang bị lạc đường. 3 đứa cứ đi tới đi lùi mãi mà cảm giác là như mình đang đi thành vòng tròn vậy. Long Hồn mới lên tiếng cảnh báo: "Chúng ta dính về ma trận vòng lặp rồi. Đây là một không gian ảo cảnh 4 chiều khác." Điều này thì cả Khang và Thụy đều nhận ra, nhưng mà vẫn chưa tìm được cách phá giải. Khang bắn một chỉ vào trong thân cây làm dấu để nói: "Cứ đi thêm một đoạn nữa xem sao. Nếu mà quay lại con dấu này thì mình bị lạc thật rồi đó." Thụy thì ngồi xuống cạnh một mỏm đá gần đó để nghỉ chân. Nó mới lèm bèm: "Nãy giờ tao cũng làm dấu 3-4 chỗ đó. Kìa thấy không, cái viên đá bị vỡ một mảnh đấy, với cái sợi dây leo tao quấn đằng kia kìa." "Nhưng mà khoan, từ từ Khang, cứu tao." Chỗ của Thụy đột nhiên bị mặt đất bị nứt toạc, chia ra hai nửa. Dưới đó là một cái vực sâu hun hút, có dòng dung nham đang chảy nóng rực. Nó bị rơi xuống đó, Khang liền nhanh chóng chìa tay bắt lại được. Ngọc liền bay tới nâng Thụy lên trên và rồi mới nhắc nhở: "Mọi người phải cẩn thận, dù đây là ảo cảnh nhưng mà cạm bẫy là thật, không được lơ là cảnh giác." Thụy nằm thở phì phò như người sắp chết, còn cái vực đó cũng biến mất hoàn toàn và trở lại là một cái mỏm đá như cũ. Lúc này thì Khang mới hiểu ra được vấn đề, nó liền đưa ra kiến giải: "Hiểu rồi, anh hiểu ra hết rồi. Cạm bẫy sẽ lồng ghép vào trong ảo cảnh để ngăn những kẻ muốn tìm đến lòng tượng. Nếu đã như vậy, tụi mình chỉ còn cách là bay lên thôi, để tránh ngã xuống tử vực." Khang hóa thành dạng chân long, rồi chở Ngọc trên lưng bay tới trước dẫn đường. Thụy thì được Long Hồn cõng bay theo sau. Vừa bay, Khang vừa mở long nhãn ra soi thử, mà ngặt nỗi là không phát hiện thêm gì. Thật ra là Cao Cường đã dùng chính sức mạnh của Long Thần để lập ra hàng loạt cạm bẫy và ảo cảnh. Sức mạnh của Khang chỉ là tinh huyết của chân long, tính ra cũng chỉ thuộc dạng con cháu, nên rất khó để có thể soi ra sơ hở. Khang mới đánh động làm liều, anh phun lửa hẳn ra phía trước để dọn đường cho tiện. Ấy vậy mà long hỏa lại tỏ ra rất có giá trị. Nhờ nó mà anh phát hiện ra thêm 2 con yêu thụ đang ẩn nấp,
và hàng loạt bẫy rắn độc được bố trí ở khắp mặt đất. Thụy nhìn xung quanh toàn là cơ quan với ảo cảnh, nó thoáng chốc dùng mình mà nói: Nếu không có sức mạnh chân long của thằng Khang mà dọn đường đó, thì e rằng đến cả ngàn cái mạng chắc cũng không thể nào vào nổi được long tượng rồi. Long hồn nghe Thụy nói như vậy thì cười mà giải thích: Chủ nhân là người được chính long thần lựa chọn, nên nếu cậu ấy đã vào được thì chắc chắn là sẽ tìm ra. Long thần sẽ không làm gì tổn hại đến chính truyền nhân duy nhất của mình đâu. Bằng linh cảm của mình, Khang cuối cùng cũng đã tìm ra được gần đến đúng chỗ của long tượng. Tai của anh nghe được tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng đạo thuật công kích nổ chát chúa vàng đến. Trong lòng thì chỉ nhận định đây là một cuộc chiến cực kỳ dữ dội. Và không ngờ rằng truyền nhân của chân lân lại có thể trực tiếp giao phong với cao cường dũng liệt đến như vậy. Trong lòng Khang thì vẫn có chút tự trách, lại vừa cảm phục mà cũng cảm thấy chạnh lòng cho chính bản thân. Khang cũng đâu biết được rằng mọi chuyện không có phần giống như anh đang tưởng tượng. Sau một khoảng thời gian ban đầu có thể đánh hòa hoãn với cao cường, thì càng về sau Thanh Toàn lại càng lộ ra thêm nhiều yếu điểm. Có thể thấy là thể lực của anh ta đã giảm đi khá nhiều, điều đó hoàn toàn khác xa so với cao cường. Hắn ta càng đánh thì lại có cảm giác như càng mạnh, mạnh đến độ mà Toàn cũng chẳng thể hiểu nổi là tại sao. Toàn mới phóng tới liên tiếp 3 lá lam phù rồi thúc động. Cao cường chỉ nhẹ nhàng lấy ra một lá hắc phù, nở một nụ cười, vừa xem thường lại thêm khinh bỉ: Xem ra sức mạnh của nhà ngươi không thể nào vượt qua được giới hạn bản thân rồi. Nếu đã như thế, ta còn giữ ngươi lại có ích lợi gì nữa chưa? Dưỡng quỷ thuật hắc diệt linh phù khai. Lá hắc phù xuất ra một đạo hào quang đen tổ bố và rồi chặn lại 3 đạo lam phù của Toàn. Không thể nào để thua dễ dàng như vậy, Toàn cố gắng gồng sức hết toàn bộ cơ thể, vận sạch khí tức toàn thân ra chống lại. Lúc này thì khuôn mặt của anh đang trở nên méo mó biến dạng. Cao cường vận sức một cái, lập tức 3 đạo lam phù đều bị phá trọn. Toàn bị chính phù lục của mình quay lại phản vệ. Anh ta thoáng chốc thấy tim mình như vỡ ra, chân tay rã rời, xương cốt dường như đứt đoạn vậy. Chống kiếm xuống cố giữ cho mình chút oai nghiêm nhưng bất thành, Toàn ngã ra đất, nằm bẹp dí, không thể nào chống cự được nữa. Cao cường cùng bàn tay chết chóc kia tiến lại gần. Hắn ta nhìn Toàn mà có chút tội nghiệp. Toàn nằm sấp trên mặt đất, còn Cao cường dẫm chân lên lưng anh. Hắn ta mới thoá mà: Người còn chưa biến được thành hình dạng chân lân, đã đòi đánh bại ta sao? Thật là nực cười đó. Toàn nằm đó không khác nào một cái xác chết. Chỉ có điều là anh ta chưa chết mà thôi, nhưng mà cô hồ đã dường như rất yếu rồi. Anh nhìn tượng long thần đang bị phong ấn ngay trước mặt mình, bật dạng thều thào từng tiếng khè khẽ: Tứ linh thú, tứ tượng phong ấn trận. Toàn gần như đã mất hết toàn bộ sức lực, hơi thở thì đang thoi thóp lúc yếu lúc không. Cao cường mới nhìn bộ dạng này bây giờ, cũng không vội vàng thì tung ra đòn kết liễu. Hắn ta ngồi xuống cạnh Toàn, đưa tay vén nhẹ mái tóc của anh rồi bảo: Tứ tượng phong ấn trận của ta phải tập hợp đủ tứ linh mới có thể phá. Phụng thì đã bị bắt, đang chờ tước hết linh lực để làm vật dẫn. Long thì quá trình liên kết đã thành, còn Lân Lân thì lại đang sắp chết. Coi như chiến thắng sau cùng chắc chắn về tay ta. Hắn ta cười lên một cách đầy điên dại, rồi đem xì gà ra châm hút, kéo một hơi thật sâu, sau đó nhả khói vào mặt Toàn và rồi tiếp tục cợt nhả: Người có biết đại sát cục là gì không? Là thứ sẽ khiến cho bọn mọi các người lụn bại. Các người sẽ phải quy phục thiên triều, và toàn bộ tinh tú trời Nam sẽ quay về đúng nơi mà nó nên đến. Toàn, Chân Lần, nhà ngươi biết từng đó là được rồi. Xuống dưới Diêm Vương có hỏi thì nhớ khai tên ta ra, để ta tiễn nhà ngươi một đoạn. Cao cường mới dùng phép thuật điều khiển bàn tay hắc ám, Toàn đập mạnh từ trên xuống để kết liễu Toàn. Lúc này thì anh nghĩ là chết chắc rồi. Trong lòng chỉ oán trách, tại sao lại hành động quá nóng vội, để rồi phải dẫn đến hậu quả sát thân như hôm nay. Đó đều là lỗi của chính bản thân Toàn mà ra. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Toàn nở một nụ cười đầy chua chát và đắng mặn. Nước mắt anh khẽ rơi thấm vào lòng đất. Bàn tay hắc ám từ trên cao đập xuống, Toàn cảm nhận được lực đạo đang dồn xuống người mình. Và
tập 3 đến đây là kết thúc rồi. Trời ơi, anh em sẽ hỏi là chả lẽ Chân Lân lại xuất hiện một cách lãng xẹt thế trong đúng 2 tập và chết mẹ mất. Nhưng mà không, trong bất kỳ bộ phim hành động nào thì chúng ta cũng sẽ thấy là khi mà kẻ xấu ấy, khi mà phản diện ấy, có cơ hội mà để xuống tay và giết đi cái nhân vật chính trong chuyện ấy, trong phim ấy, thì lúc nào là cũng phải đứng kiểu tình nghĩa anh em bạn bè, đứng giảng đạo lý một tí, không phải đứng nói rông dài một tí. Thế là cái thằng nhân vật chính nó quay lên nó bắn chết mẹ luôn. Kiểu cái mô típ nó là thế. Và trong chuyện này cũng là như thế. Chắc chắn là Toàn sẽ không chết, tôi đảm bảo với anh em. Còn không chết như thế nào thì chúng ta phải đón xem tập ngày mai, cũng là tập cuối rồi. Nói chung là Khang Lang Thang thì vẫn là Khang Lang Thang, đấm nhau, bắn chưởng, đánh nhau từ đầu đến cuối, xem đâu nó đã ăn đấy. Anh em có công nhận hay không? Vậy thì đừng quên like video này và thêm vào đó là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem tập mới nhất vào ngày mai nhá. Chân thành cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và theo dõi.